Con máy. Bác lái con ở giữa kia giúp cháu ơi. Vừa quay lại kéo chạy thẳng. Vâng, kính chào tất cả quý bà con trên cả nước. Hôm nay chúng tôi test 3 con máy chuyên sử dụng ép xanh cà phê để xem máy nào hoạt động hiệu quả hơn. Đây là cuộc thi đấu 3 con trâu sắt. Với tốc độ sâu hơn và làm nhàn hơn. Cho phép cứ trả đây, cho phép trả đi trả lại, bắt đầu sâu thôi. Cứ trả đi trả lại thoải mái. Hôm nay công ty Tiến Linh tôi tổ chức cái chương trình cuộc thi máy ép xanh cà phê. Đây là thực địa luôn tại khu vực nhà các bác. Rồi. Cuộc thi diễn ra rất là khắc nghiệt, các bác chờ hết ga lên, đóng chặt tầm lên, nhất là cứ trẻ được danh sơn. Chốc nữa là có một gọi là trầu yêu gọi là dành cho tất cả các bác. Đó. Trẻ dài nữa thì ơi, trẻ dài cho chúng, trẻ dài cho đây. Rồi, ok. Mời các bác gần đây để có một cái lời đánh giá chuẩn nhất. Bởi hôm nay là công ty Tiến Linh tổ chức chương trình máy trẻ dánh nhất xanh cà phê. Rồi, chiếc này sẽ lên đây, ok, quay đầu rất là nhẹ nhàng. Rồi, còn bác này thì sao? Bác cho hết ga lên, kéo hết ga lên. Rồi, kéo hết ga lên, đấy, kéo lên. Đấy. Rồi. Trẻ sâu đây, bao giờ trẻ đạt mức tiêu chuẩn để... Rồi, ta sang đây sao? Rồi. Trẻ sang đường thứ hai nào, trẻ này lên uống rồi. Đây là sản phẩm máy 655 của công ty Tiến Linh em sang đây chưa đây. Rồi, thứ hai thắng trận vô này. Chơi đi. Đây là chiếc máy 655 của công ty Tiến Linh. Chuyên xẻ rãnh ép xanh cà phê lên uống, đây là xẻ rất rất là rắn. Đấu công khai, đấu trực tiếp. Đây là một cái sản phẩm được sản xuất liên bang như kiện trên thị trường. Đây là cái máy tại Tây Nguyên là cơ chế của mình. Rồi, bác quay lại tiếp tục. Cuộc thi diễn ra rất là khắc nghiệt. Hết trong ra lên. Rồi, chẻ quay lại đi cho nó sâu lên xong nào. Rồi, con này là chạy hai đường cơ bản. Đây là một cuộc thi tại Buôn Hồ, Đắk Lắk. Khu vực này, khu vực trồng cà phê rất là nhiều. Thường các bác sử dụng cái máy ép xanh cà phê. Tính ơi, cho bác mới là trả đây, hướng dẫn lại trả luôn. Rất là khắc nghiệt. Cuộc thi công khai văn minh luôn. Sử dụng trước này phải kéo dùng sức người, còn con 655 này là không phải dùng sức người. Đấy. Con này thì hoàn toàn không dùng sức người luôn.
sâu xuống nữa. Bác chẻ sâu đúng không ạ? Chẻ chạy vòng 2 chẻ sâu. Con này thì chẻ rãnh to hơn này. Chiếc này chẻ đấy, chẻ đúng không? Và con này thì chẻ rãnh nhỏ hơn. Đây, con này sẽ to hơn và con này nha, nó độ chắc chắn hơn. Máy này bởi công ty người ta sản xuất liên danh kiện thì làm nó có độ êm và chắc chắn hơn so với cái chiếc máy kia. Đây, cái máy này là máy chế. Máy chế là nó rung hơn và rất là vất vả, rung tay. Đường đi không ổn định, không đều. Mệt rồi bác này lại vào ba trải nghiệm đi. Hôm nay là cuộc thi mấy kỳ để văn bản mình đây khởi động cho bác. Và hôm nay giữa công ty Tiên Linh đã tổ chức có 3 cái máy để chuyên dụng để xẻ rãnh ép xanh cà phê như là dập phân xanh, và hôm nay chúng tôi có mặt tại Đắk Lắk, tại thị xã Buôn Hồ. Vừa qua các bác trải nghiệm cái máy này thì hai bác cho đánh giá là thực thi của các bác trải nghiệm đấy, thì cái chiếc máy là một trong những 3 chiếc này các bác cho là đánh giá hiệu quả nhất ạ. Cái cảm nhận thực tế, dạ. Dạ, cái máy nào ạ? Tên cái chiếc này nhá là chiếc nhãn hiệu là 655. Vào chiếc này là chiếc xẻ rãnh thông thường. Vào chiếc này nữa là cái chiếc máy mà đã bà con quen thuộc. Thì vậy là chiếc nào là chiếc hiệu quả? Trời đang mưa rồi. Dạ vâng, cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Các bác ơi, cho xin cái địa chỉ là tại vùng này là vùng nào? Vâng, rồi, đang mưa rồi, cảm ơn các bác nhé, trời mưa to quá các bác. Dạ, rất cảm ơn các bác. Chạy ga anti đi. Đây chạy gan tí. Đây là dòng máy ép xanh của hãng Mitsubishi của công ty Tiên Linh. Chiếc máy này được sản xuất như đa nguyên kiện của nhà máy, chứ không phải là đồ chế, đồ chữa gì như các dòng máy tại Gia Lai, Đắk Lắk. Chiếc này đây là đang chạy gan tí, rất là êm, chạy rùa rùa thôi. Đấy, đây là thực tế nó đang. Thế rồi, Thịnh thử cho ga cao lên tí. Đây là tốc độ ga cao. Mọi thông tin quý bà con xin liên hệ vào công ty theo số điện thoại 0169 7744 7749. Cái này nó rất là hiện đại, thứ nhất là nó có 2 cái tay côn, các bác có thể góp vào tay này, hơn nữa là có cái tay màu đỏ này, chính đầu là tay côn của nó, còn đồng thời cái tay điều chỉnh cái càng cao thấp lên xuống và điều chỉnh cái bánh ra lỗ nào được cái này. Đây là một cái tay côn đó. Sâu khoảng 30 phân, 40 phân tùy mình. Đây là tính năng đào hồn của nó. Và đây là cùng một sản phẩm cũng là ép xanh cà phê mà bà con Tây Nguyên đã sử dụng rất là nhiều rồi. Đây là cái máy này là máy chế của tại Tây Nguyên. Chạy côn rất là rung và xoa côn và rung máy gây mệt, xẻ sẽ không được hiệu quả. Con này nó dùng côn nở. Con này thì xẻ nó sẽ lông hơn, rung tay lái hơn, không được êm. Vào đặc biệt là khi cắt cái rễ của nó hay bị xước cái rễ này.
nó không có dao để nó chém đất nữa luôn như dòng máy của công ty Kim Linh. Đây là cái rễ này này, nó rất là hay chảy rễ và nó gây chảy rễ hơn. Cái kia nó cắt đất luôn cái rễ này. À, thực tế chúng tôi sau khi test mấy dòng máy. Nghe nó tiếng động á. Ừ. Đi mình nghe tiếng nói là kia một con. Này nó kêu nó gây ấy chứ mà động cơ đâu, động cơ nó vẫn nổ như thường chứ. Cái máy này, thứ nhất lắp cái bộ kia. Bộ kia. Cái này là cái bát côn nó hoàn toàn nó dành cho cái máy xẻ rãnh đây này. Nhìn cái máy này đây cái tính dẫn. Đấy. Cái là sản phẩm này của Nguyên Đai của công ty mình sản xuất. Theo mình đó nha. Cái tay này á là dài đó. Bà con ở Tây Nguyên hay sử dụng cái máy này để vào ép chanh cà phê rất là nhiều. Máy làm nó nhàn và nó nhanh, làm phát 1 phút được 4 5 gốc. Nếu mà người lành nghề là 1 phút phải làm được 5 6 cây như này. Tôi đây tôi chạy 2 vòng của hôm nay tôi đang có mặt tại Đắk Lắk. Bơ đây bơ bốt ngon quá quá trời luôn. Đấy, quý bà con nhìn quả bơ đây. Đây là bà con đang sử dụng cái máy ép xanh cà phê để vào đào bùn cho cây bơ, cây cà phê để bón cho nó đẹp đây, hàng năm các bác cũng phải đào đây. Ủa, bơ đây, ủa quá trời. Đấy, cây cà phê đây rất là đẹp bởi vì người ta biết chăm sóc cái cây cà phê để áp dụng công nghệ máy móc vào. Đấy, được đấy. Bơ đẹp quá trời luôn. Quả sai. Hàng năm các bác cũng phải. Quý bà con xin liên hệ về công ty theo số điện là 0169 7744 759. Khoảng được 50 phân là được rồi. Đây là quý vị nhá, đây là máy xẻ hai lượt, sâu cực kỳ luôn đấy, cực kỳ sâu luôn. Hiện tại bây giờ tôi đang có tại Đắk Lắk. Như này chôn ống được chưa bác? Tầm này thôi chứ mình cày sới gì đến cái mức độ 50 phân là bác ơi, ở cái địa chỉ ở đây gọi địa chỉ như nào bác nhỉ? Bác cho cháu xin tên cái địa chỉ của anh. Là thôn KT1. Dạ. Xã Dương Cờ Bôn. Vâng. Nói chung là toàn là tiếng nước ngoài không à. Vâng. Huyện
biển cơ rông vút. Cơ rông vút. Dạ. Nó ra tiếng nước ngoài không ạ? À? Vâng. Là vâng. Đây. Và còn tiếp qua qua cái nhìn nhận của bác như này thì sẽ độ sâu như này để bác chôn ống nước thì bác cảm thấy là có đạt được với cái yêu cầu của bác không ạ? Vâng. Chôn như thế này để mình sới nó không đụng ống nước. Đúng rồi, chuẩn luôn. Như này sao lại máy sới, mình sới thoải mái, sới sâu đến tầng 40 đến tầng nửa mét thì khó có thể máy sới nào xuống được cái tầm như thế. Đây là chiếc máy 655 chuyên dụng để xẻ rãnh chôn ống nước này. Vào đào bồn ép xanh cà phê cũng như là vun khoai tây, khoai lang, các loại khoai. Đồng thời là lên uống thì hôm nay tôi đang có mặt tại chỗ Đắk Lắk. Đây là khu vực của bà con đã mua sử dụng cái sản phẩm máy nông nghiệp Nhật Bản của Tiến Ninh rất là nhiều. Thế thì chính vì thế hôm nay tôi cũng đến thăm trực tiếp các bác nhà vườn. Thế đây là các bác đã mua một chiếc máy của công ty. Đấy, thì hôm nay cũng nhân dịp đến thăm các bác. Mọi thông tin quý bà con xin liên hệ về công ty theo số điện là 0169 7744 789. Đây là đào bồn bỏ đất một tía. Quý vị càng chạy thì cái bồn của quý vị càng sâu. Đây là con chuyên dụng 655. Đấy, đổ đất một tía quý vị nhá. Càng chạy là càng sâu, sâu 40-50 phân luôn. Cứ chạy là cứ sâu thôi.